Hello everybody, how are you today? Nice to see you again. Ba chum riep su ne tang ok khnie. Ba sok sabai chiet te ne tngai ni. Ba chup khnie sa chi thmey mlong tiet hai. Okay, ne tngai ni khnyom nung riep me rian sarop tae mdong keu 20 prayok. Okay, chmuoy nung prayok phisa angkles 2 kamsan 99. Okay, chang knong prayok ni Okay, chẳng cứ khom chlai top tới nưng comment របស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏មិត្តអ្នកសិក្សាបាទនៅភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំខាន់ធ្វើផែជាចិត្តពៀតទៅហើយ Okay, អញ្ចឹងថ្ងៃនេះសរុបឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងសូមរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា20 English statements បាទ20ប្រយោគជាភាសាអង់គ្លេស He works in a bank គាត់ធ្វើការនៅក្នុងធនាគារThey live in France. ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង. I watch TV every day. ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃ. She goes to work by car. នាងទៅធ្វើការដោយជិះឡាន. The film finishes at 10 o'clock. ភាពយន្តបញ្ចប់នៅម៉ោង 10. We start work at 8:30. ពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅម៉ោង 8:30 នាទី.He speaks Italian and French. គាត់និយាយភាសាអ៊ីតាលីនិងភាសាបារាំង. They go on holiday in August. ពួកគេទៅសម្រាកលំហែកាយនៅក្នុងខែសីហា. She does her homework every night. នាងធ្វើកិច្ចការសាលារបស់នាងជារៀងរាល់យប់. We play tennis every weekend. ពួកយើងលេងធេនីសរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍.អូខេឥឡូវខ្ញុំបានអាន10ប្រយោគនេះរួចហើយខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសសិតម្ដងទៀតអូខេសូមអានជាមួយខ្ញុំហើយនឹងផ្ទៀងទាំងអស់គ្នា20 English statements He works in a bank They live in France I watch TV every day She goes to work by car The film finishes at 10 o'clock We start work at 8:30He speaks Italian and French. They go on holiday in August. She does her homework every night. We play tennis every weekend. Okay, ឥឡូវគឺមិត្តអ្នកសិក្សាបានអានជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនបានអានជាមួយខ្ញុំហើយឥឡូវគឺយើងរៀនពាក្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពាក្យថា work នេះប្រែខ្មែរថាធ្វើការ work okay works ធ្វើការបាទប្រែខ្មែរថាធ្វើការចង់ច្រឡំបាទហើយពាក្យថា bank នេះនៅក្នុងធនាគារ bank ធនាគារបាទ in នេះនៅក្នុងអញ្ចឹងប្រយោគទី1 he works in a bank គាត់ធ្វើការនៅក្នុងធនាគារអូខេប្រយោគទី2 live នេះប្រែថារស់នៅ live រស់នៅឯពាក្យថា front ប្រទេសបារាំង they live in France ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាទឯពាក្យ watch ប្រែថាមើល TV ទូរទស្សន៍ every day រាល់ថ្ងៃ watch មើល TV ទូរទស្សន៍ every day រាល់ថ្ងៃអូខេ I watch TV every day ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃបាទប្រយោគទី4 goes បាទមកពាក្យ go ឡើងហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ណា goes ទៅ work ធ្វើការឯ by car នេះដល់ជិះឡានShe goes to work by car. នាងទៅធ្វើការដោយជិះឡាន ពាក្យ film នេះភាពយន្ត film. បាទ finish បញ្ចប់ at 10 o'clock នៅម៉ោង 10. The film finishes at 10 o'clock. ភាពយន្តបញ្ចប់នៅម៉ោង 10. Start នេះចាប់ផ្ដើមណា start. ហើយ work នេះធ្វើការ start work ចាប់ផ្ដើមការងារ ហើយ at 8:30 នៅម៉ោង 8 កន្លះWe start work at 8:30. ពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅម៉ោង 8:30 នាទី. អូខេ? Speak នេះនិយាយ. Speak. Speaks. បាទនិយាយ. Italian នេះភាសាអ៊ីតាលី. ហើយ and នេះនឹង. ហើយនឹងណា. French ភាសាបារាំង. He speaks Italian and French. គាត់និយាយភាសាអ៊ីតាលីនិងភាសាបារាំង.អូខេ go on នេះ go on holiday នេះទៅសម្រាកលំហែកាយទៅដើរលេងណា.go on holiday ហើយ in august នៅក្នុងខែសីហា they go on holiday in august ពួកគេទៅសម្រាកលំហែកាយនៅក្នុងខែសីហាអូខេគេចូលលេខ9 does អានេះមកពាក្យ do ណា does ធ្វើ
bà thưa ơi homework nè cách cáp tiệt nè every night rồi giúp đại chúng prai tha homework cách cáp sá lá nè cách cáp tiệt nè hay every night rồi giúp ok she does her homework every night niêng thưa cách cáp tiệt bà niêng riêng rồi giúp play nè lên tennis tennis bà cái là vì say hay every weekend riêng rồi ngày trong sáp đà ok we play tennis every weekend niêng bộ dương lên tennis riêng rồi ngày trong sáp đà ok nhóm xong anh em đón tiếp khang lơ nít bà English phía sau ông lê I statements anh đang bởi dục sẽ đây thành cả mà nâng tiện sân thân ok 20 English statements he works in a bank they live in France I watch TV every day she goes to work by car the film finishes at 10 o'clock we start work at 8:30 he speaks Italian and French they go on holiday in August she does her homework every night we play tennis every weekend ok chẳng cứ bông bông bàn sạc xa nơi mùi bà đọc bà dục hay lấy dân cho tư bà dục tì đọc mũi là hốt đo lấy bà phẩy ok chẳng dân cho tư bà dục thơ mấy bàn bì lê đọc mũi đo lấy bà phẩy he eats toast for breakfast I drink coffee three times a day. My father studies English every day. He smokes 10 cigarettes a day. He starts work at 6 o'clock. He listens to the radio in the morning. He has 2 cups of tea in the morning. I read 1 book every week. Ok, chẳng cái này nhé, nhóm đừng cho từ cài anh tịch nhé. Chúng xong cho cài anh tịch sẵn, cầm ai khó. Ok, nhóm xong cho cài lại này tịch, hãy nhóm đừng cho từ sạch mấy. Và ok. Chẳng nhóm xong anh lấy bằng bấy sạch, đọc bấy sạch mấy. I read 1 book every week. I like all the programs on TV. She comes from England. Ok, lấy cứ dừng cho tập bộ bài biệt nâng bà dục, ok? He eats toast for breakfast. Quát nhằm nụm băng. Và quát nhằm nụm băng ăn. Xong ra bà hà bị bật. Anh khai nụm băng ăn á nè. I drink coffee 3 times a day. Khiom pha cà phê bày đón nông một ngày bà. My father studies English every day. Ở bộ bọc nhóm sắc xa phía sau ông lấy rốt ngày. He smokes 10 cigarettes a day. Cót chụp bà rây đọc đám nông một ngày. He starts work at 6 o'clock. Cót chập đám thưa càng nghe nơi mong bà mùi. He listens to the radio in the morning. He listens to the radio in the morning. Quát đáp với chú nơi bị bật. He has 2 cups of tea in the morning. Quát phát tay bị bệnh nơi bị bật bà. I read 1 book every week. Nhóm an xếp hơn mùi cơ bà riêng rò sắp đà. I like all the programs on TV. Nhóm cho chất cam vị thi tăng ổn nơi tam tù tù. She comes from England. Nhiêng một bì bà tế ổng kê. Ok, lấy cứ chôm xong an biết nâng bộ bài bà dục sát mấy. Biết tha eats bài tha nhắm rư có hộp. Biết tha toast nôm băng ăn rư có nôm băng đợt. Hồi for breakfast xâm rạp hà bì bật. Chẳng biết tha breakfast. Breakfast hà bì bật. Ok. He eats toast for breakfast. Quát nhằm nồm băng ăn xong rồi hà bị bật. Cho tù tiền nhớ nè. Lấy đọc bì. Drink ní, bài thập phạc. Drink. Phạc.
coffee cafe ba 3 times mean ai tha 3 dong rư ko 3 pe 3 times ba a day ni knong muay thngai okay I drink coffee 3 times a day khnyom pha cafe 3 dong knong muay thngai okay chang piak tha father ni upok okay mai robos khnyom father ni upok studies saksa rian soun na english phiasa angkle every day roa thngai my father studies english every day upok robos khnyom rian phiasa angkle roa thngai ba chang kwat usa na chang piak smokes chuok ba chuok smokes ten ni leik 10 cigarettes barai ba a day ni knong muay thngai He smokes 10 cigarettes a day. Quát chụp bà rây đọc đám trong một ngày. Bà khá lãng ác quán đi. Chẳng start chập đám. Work thử cá at 6 o'clock nâng mong bà mùi. He starts work at 6 o'clock. Quát chập đám thử cá nghĩa nâng mong bà mùi. Ok, listen ní sẽ đạp. Listen. Bà sẽ đạp hay radio ní vì chụ. In the morning nâng bê prực. He listened to the radio in the morning. Quát đáp với chú nơi bếp rực. Bà has cái này nít mà nâng phạc ná, drink, phạc bà. Chẳng bên này là 2 cups of tea, tay bì bệnh, ok? 2 cups of tea, tay bì bệnh. Chẳng biết là cups nít, bệnh bà. Hỏi biết là tea nít, tay. Chẳng 2 cups of tea, tay bì bệnh, ok? He has 2 cups of tea in the morning. Quát pizza tai pi peng rư ko quát phak tak tai pi peng nơ pi prak. Okay, read ni an. Ba, read an hoy one book, sipau muay kbal every week. Rieng ro thngai sapda. Rieng ro sapda ba. Every week, rieng ro sapda. I read one book every week. Khnyom an sipau muay kbal rieng ro sapda. Ok, bị like cho chất all ấy chẳng off và group bài giảng all chẳng off programs cam vị trí hay on TV nơi tam tụ tụ I like all the programs on TV nhóm cho chất cam vị trí chẳng off nơi tam tụ tụ comes một come from nơi một pì bà come from một pì hay England prate angle ok she comes from England nhưng một pì prate angle ok lấy cứ khi ban ăn bị bỏ prai hái lấy nhầm xong ăn ăn bị đong tiết he eats two for breakfast I drink coffee 3 times a day my father study English every week oh sorry my father study English every day he smokes 10 cigarettes a day he start work at 6 o'clock He listens to the radios in the morning. He has 2 cups of tea in the morning. I read one book every week. I listen all the programs. Sorry. I like all the programs on TV. She comes from England. Okay, ឥឡូវគឺមិត្តអ្នកសិក្សាសូមអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីlaik 1 da laik 20 okay chăng ñom cho tới slide show sa thmey ba okay chăng jeung an sa thmey lang veng ba review lang veng ba chi pi sa angle sat na 20 english statements he works in a bank they live in france I watch tv every day she goes to work by carThe films finish at 10 o'clock. We start work at 8:30. He speaks Italian and French. They go on holiday in August. She does her homework every night. We play tennis every weekend. Okay, lấy xong bản to từ median bản thêm tiếp.He eats two for breakfast. I drink coffee 3 times a day. My father studies English every day.
He smokes 10 cigarettes a day. He starts work at 6 o'clock. He listens to the radios in the morning. He has 2 cups of tea in the morning. I read 1 book every week. I like all the programs on TV. She comes from England. Okay. Chăng mê riêng ní cứ nhóm phải chọc vào phần đắng. Bà sẵn khâm tham mật nẹ sạc xá ai riêng tư dùl hay ai prao prao phía sau kê rồi bọn mật nẹ sạc xá rồi bọn sạc xá nó sơ bà ở bàn trầm trời. Ok. Chăng phía dìm an bàn thay tiết đại quân ánh sẵn khâm tham nâng chê nè dây phía sau kê bàn. Chăng chôn chôn mà phây bây giờ nâng nơi thay nè đảm bây đại xa tại phẩm anh ngay muốn chung được World for Adobe Photoshop và bùng riêng chung điên computer chẳng nè lấy chung nghĩa màu và đó về bình thì sao lê bình mà đòn. Ok chẳng video này chung xong bình chọc và phần đăng hai pin chất nơi video này xong chú ý chạy subscribe nơi channel chung phóng hay complete chạy xe nhà cần đăng làm bây giờ tụi bạn mê điên thamay thamay hãy chụp nha nơi video rồi rồi. Thank you for watching. Please subscribe on my YouTube channel Kamsan99. See you next lesson. Bye bye.